Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19 năm 2023 và Thông tư 20 năm 2023 hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, cụ thể như sau. Định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Đối với nhóm trẻ, cứ 15 trẻ em trên một nhóm trẻ em từ 3 đến 12 tháng tuổi, 20 trẻ em trên một nhóm trẻ em từ 13 đến 24 tháng tuổi, 25 trẻ em trên một nhóm trẻ em từ 25 đến 36 tháng tuổi thì được bố trí tối đa 2,5 giáo viên trên một nhóm trẻ. Đối với lớp mẫu giáo, cứ 25 trẻ em trên một lớp từ 3 đến 4 tuổi, 30 trẻ em trên một lớp từ 4 đến 5 tuổi, 35 trẻ em trên một lớp từ 5 đến 6 tuổi thì được bố trí tối đa 2,2 giáo viên trên một lớp. Định mức giáo viên đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Trường tiểu học bố trí tối đa 1,5 giáo viên trên một lớp đối với lớp học 2 buổi trên ngày, 1,2 giáo viên trên một lớp đối với lớp học 1 buổi trên ngày. Trường trung học cơ sở bố trí tối đa 1,9 giáo viên trên một lớp. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,2 giáo viên trên một lớp. Trường trung học phổ thông bố trí tối đa 2,25 giáo viên trên một lớp. Trường phổ thông dân tộc nội trú bố trí tối đa 2,4 giáo viên trên một lớp. Trường trung học phổ thông chuyên bố trí tối đa 3,1 giáo viên trên một lớp.